Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đống. Sau kính mời quý vị theo dõi câu chuyện tháng 12 với Trần Quang Duật. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội. Đến với chủ đề tháng 12 của chúng tôi là Tôi tìm ra rồi. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, ngày 22 tháng 12 năm nay tại Việt Nam, Hà Nội và tung ra đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đọc toàn bộ đề cương này, chúng tôi vẫn thấy đây là một văn chứa nhiều dối trá, bịp bợ với những xảo ngữ màu mẹ cải lương mà thực chất thì vẫn là con số không vô nghĩa trước sự bành trướng của quân xâm lược Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ xin đề cập trong những chương trình kỳ tới về đề cương này. Thưa quý vị điểm lại danh sách ngày thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Đạo quân này lúc khởi đầu gồm 35 người kể cả tướng giáp thì trong đó có 19 người thuộc dân tộc Tày, 10 người thuộc các sắc dân Nùng, Giao hay Hà Mông và có 6 người Kinh trong đó có tướng giáp. Nhìn có thành phần được gán cho cái tên là bộ đội của hồ này, nó chỉ là một sự quy tụ gượng ép, nó chẳng đại diện cho một tầng lớp nhân dân nào tại Việt Nam thời đó chỉ sau khi cấp chính quyền tại Hà Nội năm 45, ông Hồ kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Lúc đó, thành phần trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh bắt đầu tham gia và đã tạo một bộ, mặt mới cho cuộc chiến chống thực dân Pháp. Và như đã thưa cùng quý vị, năm 1951, khi Lão Quý Ba với chức vụ Tổng Cố vấn đã mang giáo điều Mao Trạch Đông sang áp dụng tại Việt Nam là thanh toán tất cả mọi giai cấp ngoài trừ giai cấp vô sản và bần côn ông để đưa hai giai cấp này vào vai trò lãnh đạo quân đội để dễ sai khiến trong hồi ký của tướng giáp thì đợt thanh trừng do lão quý ba phát động này nhằm vào các cấp chỉ huy từ tiểu đội đến trung đoàn và người bị thanh toán đầu tiên là trung đoàn trưởng trung đoàn 42 biệt lập ông Trần Văn Sướng ông nguyên là thiếu úy của quân đội Pháp được đại tá Carbonell ra lệnh ở lại Việt Nam để lấy tin tức cung cấp cho đạo quân Pháp đang đánh nhau với Nhật tại Trung Hoa sau đó ông nghỉ không làm việc cho Pháp về quê. Và tại đây, ông chỉ huy cấp chính quyền tại Hưng Yên tịch thu được một số vũ khí của quân đội của chính phủ Trần Trọng Kim và của Pháp. Do Nhật giữ với số chiến lợi phẩm này, Việt Minh đã thành lập được Trung đoàn 42. Khi bản tự kiểm của ông đến tay tướng Thanh, thì bản án tử hình đã được viết sẵn cho ông vì tội làm gián điệp cho Pháp. Hàng loạt các cấp chỉ huy khác cũng cùng chung số phận với ông Sướng trong đợt thanh trường này. Để chuẩn bị cho cái gọi là cách mạng, cải cách ruộng đất năm 1953, Bắc Kinh đã đưa sang một đoàn cố vấn rất lớn, bao gồm cả cố vấn về công an, cố vấn cho tổ chức, cho tuyên truyền. Có nghĩa là cho tất cả mọi mặt trận hầu tiêu diệt toàn bộ các giai cấp trí thức tiểu tư sản. Việc này được giao cho Kiều Quang Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Tây thực hiện. Mượn danh học thuyết Mạc Lê, họ Kiều đã cho thanh toán mấy ngàn sĩ quan chỉ huy, trong đó có cả các sĩ quan cấp tướng của chế độ. Họ Kiều đưa thành phần vô sản và bần cô nông đến giữ các chức vụ chỉ huy để dễ sai khiến, bảo đâu làm đó dĩ nhiên nhưng giai cấp chủ nghĩa mới này cũng được họ kiều tuyển chọn qua các báo cáo của các cố vấn của mình đám chủ nghĩa mới này được chọn phải tuyệt đối tôn thờ với Mao chủ tịch vĩ đại theo hồi ký của Hoàng Tùng nguyên bí thư trung ương đảng khóa năm và nhiều chức vụ khác của chế độ thì trong đợt thanh trừng lần này đã có hàng mấy ngàn người bị giết và để tránh tai tiếng họ kiều giao cho người thực hiện kế hoạch này không ai xa lạ mà chính là hai tướng Thanh và Giáp bản án được viết sẵn với hai câu hỏi sau đây anh thuộc giai cấp kẻ thù của giai cấp vô sản Vậy anh vào đảng của giai cấp này làm gì? Câu hỏi thứ hai Anh có âm mưu gì khi nằm trong những chức vụ chỉ huy của đảng? Sau cuộc thanh trừng, ngoài chỉ giáp Rất nhiều các tướng có công khác đều bị tước hết quyền bính Như Vương Thở Vũ, Cao Hồng Lãnh, Lê Tùng Sơn vân vân. Những vị tướng này không bị giết vì chính họ Không xin gia nhập vào đảng Họ tham gia Việt Minh vì lòng yêu nước Và do đảng Cộng sản kê nghiệp Hoàng Tùng cho biết thêm hoặc kiểu lấy cớ là đưa giai cấp vô sản đến những chức vụ cao cấp trong đảng, trong quân đội nhưng thực chất là chọn những người trung thành với Bắc Kinh. Do đó, những thành phần trí thức có học đã bị thanh trừng và bị đuổi ra khỏi các tổ chức của đảng, của quân đội. Khi ông Nguyễn Văn Linh lên giữ chức vụ Tổng Bí Thư từ năm 1986 đến năm 1991 cho cởi trói để cứu chế độ cho phép đảng viên nói thẳng nói thật với chủ trương bằng những việc cần phải làm ngay thì hai đại tá của Hà Nội là đại tá Thanh Tịnh và Phạm Quế Dương đã nêu đích danh hai người phải chịu trách nhiệm về cuộc giết người hàng loạt này của các cố vấn Trung Cộng là tướng Thanh và tướng Giáp. Hai ông này vẫn sống sót sau những đợt thanh trừng, cho dù lý lịch của họ cũng giống như những các tướng đã bị thanh trừng. Đó là một thắc mắc lớn của dân với hai ông này. Thưa quý vị, một lực lượng vũ trang chỉ huy bởi những người xuất thân từ giai cấp bần cố, vô học thì chẳng có gì để nói, để bàn. Họ chỉ biết tuân lệnh của Hà Nội một cách mù quáng để mặc cho Bắc Kinh làm mưa làm gió trên Biển Đông và trên giải đất của chúng ta để họ mong được tồn tại như vị chỉ huy đầu tiên là tướng võ nguyên giáp mà ông bùi tín của thuộc cấp ngày xưa của ông đã phải gọi ông giáp là một tướng hèn chỉ ngậm miệng để sống còn sống chết mặc bay kính thưa quý vị xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới xin đa tạ